giơ tay lên để mẹ mặc đồ cho con nha. Hôm nay con muốn mặc bộ đồ nào? Mặc đồ xong rồi, bây giờ mình cài khuy vào ha. Ba mẹ đang ở kênh HP Junior tự dạy con học tiếng Anh. Mình là Hương. Hôm nay Hương sẽ hướng dẫn ba mẹ cách để chúng ta nói với các con một số mẫu câu bằng tiếng Anh trong chủ đề về dressing, có nghĩa là mặc đồ. Mẫu câu số 2. Hôm nay con muốn mặc bộ đồ nào? Ba mẹ sẽ nói với con bằng tiếng Anh như thế nào? Bộ đồ nào? Mẫu câu hỏi sẽ là which clothes? Which clothes? Which clothes? Mặc. Chúng ta sẽ có động từ wear. 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 Vậy thì mẫu câu hôm nay con muốn mặc bộ đồ nào? Chúng ta sẽ nói là which clothes do you want to wear today? Which clothes do you want to wear today? Các mẫu câu Hương vừa trình bày đều có nằm trong chủ đề về dressing, nằm trong bộ ebook các mẫu câu dành cho ba mẹ theo chủ đề 10 tình huống, và Hương sẽ để link ở trong phần description, tức là phần miêu tả của video, để ba mẹ có thể tham khảo thêm.